các bạn. Tại mình đang quốc lộ 30 các bạn. Đang quốc lộ 30 chạy về thành phố Cao Lãnh. Từ đây các bạn cứ chạy thẳng sẽ về đến thành phố Cao Lãnh thôi, vào quốc lộ 30 này. Ở đây là địa phận của huyện Thanh Bình, tỉnh Thác Bạn. Wow, nắng quá. Bỏng hết cả mũ bảo hiểm của mình luôn rồi. Thời tiết thật là khắc nghiệt luôn. Và đi qua một cái đám cưới miền Tây các bạn ạ. À, dọc cái có một cái nữa, dọc cái đường quốc lộ 30 này các bạn, sẽ chạy thẳng theo con sông Mekong các bạn. Con sông Mekong ở ngay bên này của mình này. Đó, ngay bên tay ngay bên tay phải của mình các bạn. Sát đây luôn. Đây là mặc dù nắng nhưng mà vẫn có hơi của sông Mekong các bạn. Rất là mát. Đi lên cầu. Cầu này bắc qua một nhánh nhỏ của sông Mekong. Nhánh nhỏ chảy ra sông Mekong. Đây, con sông rộng ở ngoài kia là sông Mekong kìa. Đó, rộng mênh mang các bạn. Chưa có mấy chú bộ đội ngồi trên xe, xe bộ đội các bạn, biết bộ đội công an. Với tay chào của anh cả. Hello. Chú bộ đội rất dễ thương. Ném đây anh đợi nha. Ok. Thank you. Mấy cái kẹo các bạn. Mấy em bộ đội cho mấy cái kẹo này. Dọc đường. Kiểu vui luôn. Đến địa phận của thành phố Cao Lãnh rồi các bạn. Mình đang trên địa phận thành phố Cao Lãnh nhỉ. Đang ở phía ngoài đi vào các bạn. Đi vào trung tâm. Và trung tâm thì chắc còn khoảng độ 6 km nữa. Nhưng đây cũng thuộc địa phận của thành phố Cao Lãnh rồi. Phường 11 các bạn. Ok, đi vào thành phố Cao Lãnh cùng mình nha. Chào mọi người nha. Tại mình đang ở phường 1 của thành phố Cao Lãnh rồi các bạn. Thì không biết ở thành phố Cao Lãnh có đặc sản gì không các bạn nhỉ? Các bạn comment cho mình nha. Bây giờ mình đang đi tìm chỗ để ăn đây. Sáng giờ mình cũng chưa ăn gì các bạn ạ. Mà chưa biết là có quán nào ở thành phố Cao Lãnh ngon không? Sẽ mình sẽ dừng một chút ở chỗ mát. Mình Google các bạn nha. Có một điều đặc biệt mình nhìn thấy ở thành phố Cao Lãnh này, hầu như không có cây các bạn. Cây ít lắm. Cây cao thì chắc chắn là không có rồi. Các bạn nhìn được. Nhưng không có cây nào luôn đấy. Anh chút trang luôn các bạn. Hello chào các bạn nha. Tại mình đang ở đây gọi là cái công viên của thành phố Cao Lãnh các bạn ạ. Đối diện bên kia sang là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ạ. Nhìn được kính á. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ạ. Bên kia. Mình đang nghỉ trưa ở đây, vẫn chưa ăn gì các bạn. Giờ là 11:46 rồi. Mình sẽ tìm một địa điểm xem có gì
đặc sản ở Đồng Tháp để ăn các bạn nhé. Nhưng mà tìm một lúc mà vẫn chưa thấy món gì. Chào các bạn nha. Đây mình vào cá khu chợ rồi. Tìm chỗ ăn các bạn ạ. Đáng quá. Wow, khu chợ rộng mênh mông. Hoa quả này bán nhiều lắm. Này sẽ không tên nơi quay đầu thoải mái mà. Chợ gì mà chợ rộng thanh thang như này. Ôi, vừa dừa vứt lông lông vứt lốc này. Có nước dừa. Ai bán nước dừa đây ạ? Vâng ạ. Có bán măng đi không ạ? Có bán măng đi không ạ? Có bán măng đi không? Có cái gì được mang đi được không ạ? Thì bỏ thì vật đem đi. Thôi cứ cho em uống trước ạ. Có ly hả? Thôi uống quả luôn. Dạ. Uống quả luôn ạ. Để thêm trái luôn rồi để gì vật đem thuốc hay sao? Bán cái nước dừa đi. Đây là tay ý ạ. Không, cứ bỏ đi, cứ bỏ đi. Uống luôn. Quả thường đấy các bạn. Có cho em một quả để ngoài uống luôn thôi. Để nguyên trái cho anh. Rồi sao anh? Tao cứ bổ để em uống quả luôn. À, để em hút luôn đúng không? Vâng. Ơ không phải đổ, không phải đổ. Cho em để em hút uống luôn. Uống luôn không? Uống luôn. Uống luôn. Ui, một lít một quả này nhỉ, to thế. Ok không? Ok anh. Cái này là mình làm YouTuber hay gì anh? Vâng, đúng rồi. Lấy cho cô, trẻ cá cho cô. Trẻ cá cho cô. Muốn nó rửa thành nước lọc rồi. Các bạn xem khu chợ này to thế, bán đủ các thể loại cá các bạn ạ. Đi vào vòng cho các bạn xem nha. Trời, tôm cua cá đủ các thể loại nhiều lắm, cá một nắng các thể loại này. Nay vào đây mua đúng bài luôn. Khu bên kia cũng có chợ nữa này, khu bên này chợ này. Rồi. Mình tìm quán cơm. Quán cơm ăn các bạn nhá. Đói quá rồi. Ăn được đi tiếp. Ok, một chợ to lắm luôn. Nào, chợ bên này. Cơm tiêu chay. Xem cơm gì nữa. Cơm chay cơm tấm. Vâng. Cơm các bạn. Đây. Vâng. Đây. À. Đây. Đó. Đón quay nút nha. Giao ra giùm mai cho lấy tiền. Cho con một suất cơm sườn. Sườn nào? Sườn này là sườn này là sườn này. Sườn nhỏ này đi. Sườn nhỏ đi. Với cả thịt nướng nữa. Vâng. Thịt nướng với thịt phải không? Sườn với thịt. Vâng. Có rau gì không ạ? Gì? Có rau gì ạ? Có rau xào. Đậu xào, dưa leo, dưa chua, rau sống. Các bạn loại nào? Có dưa leo mà.
có dưa leo ăn sống ạ. Vâng, dưa leo ạ. Ôi, đây, lại. Đây mình đang ở thành phố Cao Lãnh các bạn. Ra chợ ăn rất nhiều đồ, đủ các thể loại: cơm sườn, đậu phụ, chiên, cá, thịt kho, trứng, đùi gà, rất nhiều cho bạn lựa chọn luôn. Thôi, mình ăn lại bạn nha. Lấy mấy đồ chua ra bán nè. Canh cá này. Bán con 3 hộp cơm gà 20, không hành. Không hành hết đó con. Dạ. Rồi, làm đi. Qua bán bưng con gà vô đây chị Phượng. Qua bán bưng con gà vô đây bán. Đây có món đặc sản, tai này. Tai ngâm. Tất cơm gà đây 20.000. Rẻ thế. Đây bạn, món cơm tham nha. Cơm mình này. Cơm đây rẻ lắm các bạn. Có người mua 20.000 thôi, cơm gà. Rất là rẻ. Rất là rẻ luôn. Mình ngồi ăn chợ các bạn nhá. Thế là con GoPro mình hết pin mà quả pin nó bị kẹt các bạn ạ. Giờ chưa biết làm sao đây. Kẹt pin mất rồi. Không mua đâu. Cơm trong này nó tơi các bạn. Ăn cái canh không? Biết suất cơm mình ăn xong bao tiền, các bạn đoán bao tiền? Mình chưa biết bao tiền. Đáp mình thanh toán nhá. Đây mình ăn ở phố Cao Lãnh. Đây là khu chợ bạn. Trải nghiệm rất là hay, ngon. Ok, ăn của mình nha, không lên được. Của mình nha. Mặn món biết món gì rồi. Động đúc trứng thịt bạn. Đói quá ăn ạ. Nóng giờ mình mới ăn. Rồi, mình nhớ nó các bạn nha. Rồi, kêu các bạn nha. Mình lại đi tiếp đây các bạn. Lần này mình sẽ chạy thẳng ra Hà Tiên của Kiên Giang các bạn nha. Sẽ đi qua An Giang. Rồi, đây là quốc lộ 1A nè. Nắng quá bạn ạ. Bây giờ là 1 giờ trưa rồi. 176 km rồi các bạn. Mình vừa ăn trưa ở thành phố Cao Lãnh bạn ạ. Chào Cao Lãnh nha. À,
mình sẽ đi sang bên An Giang. An Giang thì khả năng đêm nay mình sẽ không ở lại An Giang. Mình sẽ đi cố gắng đi đến Hà Tiên để mình ngủ lại Hà Tiên các bạn nha. Ngày mai mình sẽ tắm biển đón Bình Minh ở Hà Tiên luôn. May quá, người dân ở đây rất là tốt các bạn ạ. Nãy cái GoPro của mình nó bị hỏng cái cục pin nó bị phồng, nó kẹt đấy. Mình mang đi sửa, chú sửa cho mình, chú không lấy tiền các bạn ạ. Thế cái đấy cũng nhanh thôi, nhưng mà thực ra là bình thường thì người ta lấy tiền thì mình vẫn phải trả. Thế là chú không lấy tiền, còn định tặng quà cho mình cơ. Thế nhưng mà nhà lại hết quả rồi nên là lại không có gì tặng. Mình chỉ biết cảm ơn thôi, biết làm nào. Đấy, đi gặp những cái con người rất là tốt, cũng ai đi cũng thế, gặp các em bộ đội. Chắc là các em cũng đi kiểm theo nghĩa vụ ấy bạn. Trông mặt vẫn còn trẻ lắm. Thế đi rồi cũng vẫy tay chào mình, xong thì cũng còn cho mình hai cái kẹo nữa các bạn. Hai cái kẹo ngô. Đây mình đang đi qua cây cầu cầu Đình Trung các bạn. Cầu Đình Trung. Đây cầu qua rạch nhỏ thôi. Một lát nữa mình sẽ đi qua cây cầu to lắp qua sông Mekong cơ. Ok, đi cùng mình nha. Rồi, hello các bạn. Chúng ta chuẩn bị lên cầu kìa các bạn. Con cầu rất là đẹp luôn. Bắc qua sông Mekong. Tuyệt vời. Cái cầu cực kỳ đẹp các bạn. Cực kỳ hoành tráng luôn. Đấy là sông Mekong này các bạn này. Đây chỉ là một nhánh mà đã to như này rồi đấy các bạn. Đây là cây cầu. Cực kỳ to các bạn. Rất là đẹp luôn. Đây là dòng sông Mekong huyền thoại, chảy dọc từ Trung Quốc xuống các nước Đông Dương. Con đường, nhìn con đường, nhìn không gian quá tuyệt vời các bạn. Yes. Ôi, đi một đà ngàng hoặc một sàng khôn các bạn. Đi đâu là một trải nghiệm cho mình. Yeah, hết cây cầu rồi. Giờ ta xuống đường các bạn. Giờ mình sẽ đi thẳng rẽ sang
cây cầu làm cống nữa các bạn. Rồi cây cầu làm cống thì mình mới bước sang đất của An Giang nha. Ok, đi nào. Let's go. Quá tuyệt vời.